Chào thầy và các bạn, mình tên là Vi Lý Minh Huệ, lớp IG khóa 45, nhóm G45 sàng nhựa. Hôm nay mình xin trả lời câu hỏi: hormone nào sau đây góp phần tăng trưởng tiền liệt tuyến? A. Testosterone, B. Dehydrotestosterone, C. Tyrosine, D. Prolactin. Và đáp án của câu hỏi này là B. Dehydrotestosterone. Mình xin được giải thích. Dehydrotestosterone, hormone sinh dục nam tự nhiên của cơ thể, có vai trò giúp phát triển các đặc tính của nam giới. Khi nam giới lớn tuổi, nồng độ testosterone trong máu bắt đầu giảm, nhưng lượng hormone dehydrotestosterone vẫn tích tụ trong tuần liệt tuyến. Điều này có thể thúc đẩy các tế bào của tuyến này tiếp tục phát triển. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định, những người đàn ông không có khả năng sản xuất dehydrotestosterone sẽ không bị phì đại tiền liệt tuyến. Câu trả lời của em đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.